Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Và trong bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi những phong tục tập quán cũng như là những nét đẹp trong văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với hàng rào đá và vải lanh thì mèn mén tạo nên nét đặc trưng trong văn hóa của người Mông. Vừa qua thì mèn mén cũng lọt vào top 100 món ăn đặc sản của Việt Nam. Đến với vùng cao nguyên đá Đồng Văn của Hà Giang, đừng quên thưởng thức món ăn tuy không phải là cao lương mỹ vị này, thế nhưng luôn để lại ấn tượng đậm đà cho những ai một lần được nếm thử. Mèn mén là một trong những món ăn phổ biến và đặc trưng nhất của người Mông. Món ăn này được làm từ những hạt ngô tẻ địa phương. Cứ sau mỗi mùa thu hoạch, ngô lại được phơi trên những hiên nhà hay gác bếp, chờ khi thật khô mới đem đi làm mèn mén. Tuy nhiên, để có được món mèn mén thơm ngon, phải trải qua nhiều công đoạn và thời gian. Ngô sau khi thu hoạch về, phơi khô được tách lấy hạt, sau đó nhặt bỏ hạt sâu mốc, chỉ giữ lại những hạt tròn và mẩy nhất rồi đem xay. Đặc biệt, ngô được xay bằng cối đá. Công việc này chủ yếu do những người phụ nữ trong gia đình đảm nhiệm. Và đây là công đoạn mất nhiều thời gian và vất vả nhất để làm ra món mèn mén. Anh ơi, thế là mình đã có món mèn mén thì ăn rồi đúng không ạ? À, chưa, hiện tại bây giờ thì à? Đây mới là cái lượt đồ lần một thôi. À, đây. Phải bây giờ rồi, bây giờ lại phải cho nước vào, chúng ta lại phải trộn nước, đảo đều lên. Trộn đều nước với một mức độ ẩm vừa phải. Dạ. Sau đó là mình cho vào chó để đổ tiếp lần 2. Em thấy là mình cũng đổ cũng một thời gian cũng khá lâu lâu ấy, thì tại sao mình lại không phải đổ tiếp lần 2 ạ? Bởi vì chúng ta biết là cái hạt ngô này, tức là vốn dĩ là nó rất là khô. Tức là khi đã được để khô cái hạt ngô rồi, cho nên bây giờ nếu mà chúng ta chỉ trộn một lần, chúng ta cho vào thì cái lượng nước chúng ta đổ một lần nó không đủ làm cho cái bột ngô nó nở ra. Đấy, cho nên là muốn để ăn mà cảm thấy thấy nó mềm và nó ngọt, nó bùi của cái hạt mèn mén ấy. Thì chúng ta phải đổ hai lần thì nó mới nở hết. Vâng ạ. Anh ơi, với một cái lượng mèn mén như thế này ấy, thì gia đình 4 người sẽ ăn được trong bao nhiêu lâu ạ? Ví dụ như trong mẻ mèn mén này thì 4 người mà bình thường ra, ví dụ như đi lao động thì người ta chỉ ăn trong ngày thôi. Ôi, một ngày ạ? Ăn trong một ngày. Vâng. Bởi vì để đảm bảo thì cái ăn cái mèn mén này thường như là trong cái chất đạm mà trong cái hạt ngô là nó rất là cao. Và hai nữa là đi lao động nặng thì đồng bào Mông đa phần ăn mèn mén thì nó mới đảm bảo được cái độ đạm với là độ rất là để no được cả vâng. cả cái thời gian cả ngày cả buổi trên nương. Vâng. Vâng. Nhiều đồng bào cũng nói rằng là không ăn gạo đâu đói lắm ăn mèn mén thì no leo khỏe ạ. Thế cho nên là đấy là cái mèn mén là trong cái mùa dịp mà giáp hạt thì do là bận nhiều công việc không làm được thôi, chứ còn tất cả các dịp khác thì gần như là đồng bào là rất thích là ăn cái món mèn mén này để còn đi lao động nặng. Vâng. Em thấy là xay này, sàng sẩy này, xong đồ này cũng qua nhiều công đoạn đấy ạ. Rồi. So với lại cơm hạt gạo thì đúng là mất nhiều thời gian, nhiều công sức hơn. Thế lại bây giờ thôi, chứ còn nếu mà về trước đây tầm khoảng độ 15-20 năm với lại đồng bào của chúng ta ở trên địa bàn Hà Giang ấy thì về đêm là đa phần nhà nào cứ làng bản người Mông hay là dân cao là đều có cái tiếng cối xay. À. Nghe cái tiếng cối xay là cứ ù ù ù cả làng. Khi thấy bột tơi trở lại và đặt yêu cầu về độ ẩm thì tiếp tục được cho vào chõ để đồ lần hai cũng là lần cuối cùng, giữ lửa vừa đủ để mèn mén chín đều. Mèn mén khi chín có hương vị thơm ngon. Do là món ăn khô nên mèn mén thường được ăn với một số món canh như rau bí đỏ, rau cải, canh xương, nước thắng cố, đặc biệt là cháo lảo hay còn gọi là tẩu chúa, loại canh đậu phụ và rau cải. Ngày nay, do điều kiện sống đã có phần sung túc hơn, người Mông ở nhiều vùng đã chuyển từ mèn mén sang ăn cơm trong những bữa ăn chính. Tuy nhiên, vào mỗi dịp lễ Tết hay có khách quý, mèn mén vẫn được nấu như một cách người Mông tưởng nhớ về cội rễ khó khăn của mình. Với bất kỳ vị khách nào khi đặt chân tới mảnh đất Hà Giang mà chưa được thưởng thức mèn mén thì cũng là chưa khám phá trọn vẹn cái lạ lẫm của vùng văn hóa đặc sắc nơi địa đầu Tổ quốc này.
Bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.